Xe số 1 là nhớ về chót nha. Anh Minh, em nghe nói hình như trong này là cái thùng tiền phải không anh? Nè nè. Đúng rồi đó. Hôm nay mình chứa vàng rồi. Oh my god. Wow. Rồi, hy vọng chú đi vui vẻ nha. Ok. À, xin chào các bạn. Hôm nay là lần đầu tiên mình tham gia một cái hành trình rally mà phải đọc robot, rất là hồi hộp luôn. Không biết là lần này có đi lạc đường hay không. Thì mục tiêu chuyến này của mình đó là chỉ cần bé Ái Sa nhà mình hoàn thành được hành trình rally lần này là mình đã vui lắm rồi. Không cần phải có thứ hạng gì nhiều hết. Miễn sao thêm một cái nữa là không lọt mương. Quan trọng nhất là không lọt mương. Này mình xuất phát ở Phú Mỹ Hưng quận 7 và ngày đầu tiên hành trình kết thúc ở Bến Tre. Nhưng mà từ giờ đến Bến Tre thì mình sẽ đi qua những cái cung đường cực kỳ thú vị luôn. Mình không có đi quốc lộ hay là đường tỉnh gì nha, mà mình sẽ đi những cung đường mòn ít người đi qua. Mình vừa rẽ ra khỏi Trần Văn Trà nè, đó, chuẩn bị đi tới Nguyễn Văn Linh. Đây là cuốn robot cực kỳ chi tiết. Mình mới vừa từ Nguyễn Văn Linh rẽ trái vào quốc lộ 50. Thì bây giờ cái cung đường quốc lộ 50 này nó khá là nhỏ và đông xe. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng hành trình Mekong Delta Rally mình tham gia ngày hôm nay không phải là một cuộc đua nha. Hoàn toàn không có ai thi nhau chạy cái thời gian nhanh nhất và có kết quả ngắn nhất. Mà hành trình Mekong Delta Rally là một cái hành trình đúng nghĩa. Mình đi khám phá đồng bằng sông Cửu Long, mình phải check in rồi chụp hình để mà báo cáo ban tổ chức. Thì đó là những cái công việc mình phải làm trong ngày hôm nay, chứ hoàn toàn không có đua bơ gì cả. Và mình tham gia cái hành trình này với tư thế rất là thoải mái đầu óc luôn, như là một chuyến đi khám phá bình thường thôi. Mình khám phá những cái cung đường, những địa điểm mà ít người lui tới ở đồng bằng sông Cửu Long nha. À, nãy giờ quên giới thiệu, tham gia cùng mình trong chuyến đi này là bạn Nhân. Bạn Nhân sẽ vừa là người quay phim, vừa là hoa tiêu cho mình luôn. Thì công việc chính của bạn Nhân sẽ là đọc cái cuốn robot để mà hướng dẫn mình đi cho đúng lộ trình nè. Ngoài ra bạn Nhân cũng sẽ cho mình biết những việc mình cần làm để đúng theo cái tiêu chí mà ban tổ chức đề ra, ví dụ như là chụp hình, báo cáo check-in. Nói chung là công việc của bạn Nhân trong chuyến này cũng rất là căng. Một lát sau. Lúc này mình đang chạy ở cái đường liên xã, chiều rộng đường rất là hẹp nha. Chỗ này mà yếu yếu là dễ lọt mương lắm. Đường này chạy không cần quá nhanh. Hai bên khung cảnh khá là hoang sơ. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác được về với thiên nhiên như thế này. Cũng hơi sợ đó các bạn à, bởi vì nhà dân ở đây rất là thưa. Lỡ mà có sự cố gì thì cũng hơi mệt đó. Rất vui, rất vui. Hôm nay mình được chạy cái con xe yêu thích của mình. Một tay mình build, một tay mình nâng cấp. Rất là thú vị. Mặc dù là cũng hơi hồi hộp bởi vì chiếc Ái Sa nhà mình là mình cũng can thiệp kha khá món rồi. Nó không còn cái giá trị cốt lõi như xưa nữa, như là nguyên bản nữa. Thì chuyến đi này một phần thử thách cái bé Ái Sa nhà mình, xem là nó có còn giữ được cái độ bền trước đây hay không, còn giữ được cái sự lì lợm trâu bò của Toyota hay không. Một lúc lâu sau. Đoạn đường này xấu thật sự luôn, còn đang làm dở dang ha. Nhưng mà hôm nay mình đi bộ lớp Comho Supermile TX61, thành ra là cũng yên tâm phần nào. Bởi vì cái lớp này nó cực kỳ trâu bò luôn, cái khối gai của nó cao mà. Thành ra là mình ban bỏ vào những cung đường xấu, ổ gà. Tự tin là mình không bị những cái vật như là đinh ốc gì đó trên đường, hay là những cái mảnh đá dâm nó bén, nó làm cho cái lớp của mình bị rách hoặc là bị xì. Dù cũng phải thừa nhận là cái lớp khối gai cao á, thì chạy cảm giác đánh lái nó sẽ không chính xác như là cái lớp semi-slick trên xe mình trước đây. Tuy nhiên lại một lần nữa, vào những cái cung đường đất, đường đá như thế này á, thì cái độ chính xác cũng không quá quan trọng đâu, bởi vì mình chạy tốc độ không cao. Thật ra cái đường này á, mình cần cái xe nó dễ thuần, đừng quá gắt. Thuần sao mà cho nó mượt mà, thì cái bộ lớp Supermile TX61 này đáp ứng rất tốt. Đại khái là nó làm cho cái nết chạy xe mình nó hiền dịu hơn. Không quá lanh nhưng mà dễ thuần, chạy một cách mượt mà, đó là vấn đề. Và nó giúp cho xe mình đi êm mông hơn, êm tai hơn. Gần như là rất ít nghe cái tiếng gầm nha, cái tiếng lớp nó vọng lên mà chỉ nghe tiếng bô thôi. Có xe phía trước đang chạy, thành ra là đó, đường mịt mù luôn. Phía trước mình là một chiếc xe bán tải, hình như là của anh Minh Phan. Anh chạy rất nhanh,
mình là thân phận sedan, mình cũng biết không biết phận, chạy chậm chậm thôi, chạy bám theo ảnh phía sau. Chứ vào đường này thì tuổi gì sedan mà chạy lại bán tải. Ok. Một lúc sau chụp hình check in. Nhưng mà hồi nãy cái lúc mà anh chạy qua đây anh đâu thấy em đâu. Anh đi đường khác rồi. Không, hồi nãy anh đi đường này. Anh chạy hố lên trên kia anh mới thấy kỳ kỳ, anh mới thấy sai sai. À, anh đi đường này đúng không? Đúng rồi. Vậy đi đúng rồi á. Nè, ngay cái ngã tư đi lệch 10m này đúng không? Đi thẳng lên một cái đây, ngã tư này phải 817. Ừ. Nhưng mà đường của nó là 871 mới đúng. 871 mới đúng, còn 817 thì nó cách đây tới 3-40 cây số lận. Đúng rồi. Phải kiện cáo ban tổ chức. Anh trình này rất cảm xúc nha. Vừa cảm giác mạnh mà vừa cảm giác hoang mang nữa, mà không biết mình đang ở đâu. Và cũng có phần bỡ ngỡ là không biết mình đang có đi đúng hướng, đúng theo cái roadbook hay không. Phía trước là xe của bạn Thanh Gà nè. Nằm thấp hai bưởi. Anh dí cho em lọt xuống mương luôn. Đây, khúc này quá hẹp luôn rồi các bạn. Cây hai bên đường nó mọc đan vào, chen vào trong mặt đường luôn. Quyết tâm dí xe Thanh Gà lọt mương. Nè nè, gầm thấp nè, gầm thấp nè. Một vài phút sau, khúc này gần tới nhà hàng ăn trưa rồi, nên mình cũng chạy nhanh nhanh xí do đường vắng nữa. Thì tổng kết là sáng giờ team mình mém đi lạc đường vài lần, nhưng mà may mắn là vẫn đang đi đúng theo lộ trình của ban tổ chức đưa ra. Wow, đường ven biển có bờ đê biển rất là đẹp nè các bạn. Và xe của mình thì vẫn chưa có hư hỏng gì, rất là may mắn luôn. Một cái xe gần 20 năm tuổi đã can thiệp rất rất là nhiều hạng mục nâng cấp, đi cung đường xa, ban bổ các kiểu, vẫn yên tâm, vẫn đủ tự tin. Nếu có điều kiện thì các bạn rất nên tham gia mấy hành trình rally như này nha. Được ngắm cảnh đẹp nè, rồi mở mang đầu óc. Thêm nữa là còn tham gia những hoạt động cực kỳ vui cùng với lại mọi người. Nói chung là nó rất là xả stress và nó đem lại niềm vui trên gương mặt của mình. Anh em mình đã xong chặng buổi sáng. Sao rồi gà? Sáng này ổn hết không? Ngon lành quá. Hồi nãy chui vô cái đường gì mà chạy nó có rề gầm thì nó chà dưới đường. Hy vọng là chiều nay không có mưa ha. Mưa là gầm thấp nè, rồi lớp rộng nè, lọt mương nha em. Sáng nay có thể nói là tạm kết thúc tốt đẹp. Xe mình không hề bị vấn đề gì cả. Ngon lành. Bị cây quẹt nè đó. Về là phải đi làm detailing, đánh bóng hay là sơn lại. Đâu, xe đua bị chạy rồi, xe đua mà bị chạy rồi. Đua bị chạy á, cái vết chạy này nè, nó làm cản gió, nó làm xe mình bị chậm lại á. Vậy luôn à. Ok, thôi bây giờ tụi mình đi ăn trưa đây. Sáng giờ mình quên giới thiệu, đây là anh Gà, gương mặt quá quen thuộc với lại người xem vlog xe. Hôm nay hành trình này thì mình với anh Gà là hai người duy nhất sử dụng xe sedan gầm thấp để mà đi một cái hành trình rally. Thì với anh Gà chia sẻ là cái nỗi sợ lớn nhất, cái nỗi ngại lớn nhất của anh trong hành trình này là gì? Đó chính là không lên được phà và cả gầm. Thì thật sự là sáng đã được trải nghiệm cả gầm rồi. Do xe mình bình thường là đi mình xét phuộc nó mềm, chạy cho nó êm. Thì đi cái hành trình này á, bắt đầu mình chạy đường này á, thì khi phuộc mềm á thì cái đầu xe nó nhún như nè, nó cứ rớt xuống đường, nó cứ cọ, nó cứ lê dưới gầm á, nó đường chán quá. Thì bắt đầu đi được một đoạn, bắt đầu mình phải dừng lại, mình cho phuộc cứng lên để lúc mà nó dập dao động cho lẹ, nó không bị vọng xuống dưới đường nữa, thì nó đỡ hơn một chút thôi. Nhưng mà nó cũng làm rồn phía dưới á, không biết về không biết có tốn tiền thay gầm không. Rồi, chiến thuật cho những chặng sắp tới là gì nếu mà lên phà? Lên phà thì mình đã đem sẵn theo tấm mét rắc rồi, để lót rồi. Thì tới đó thì chắc hỏi chủ phà coi họ còn cây gỗ gì không để mình lót mình lên chứ. Thôi, ăn trưa xong, bây giờ mình với anh Gà tiếp tục chặng chiều nay, chiều của ngày đầu tiên đến Bến Tre. Rồi.
thử thách lên phà không cả gầm đã thành công. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Khoảng thời gian sau, cầu được ước thấy các bạn ơi. Sáng nay ước trời mưa cho cái cung đường thêm phần thử thách thì bây giờ có luôn, mà không phải mưa nhỏ nữa, mưa to nha, mịt mù, tầm nhìn lúc này chắc được khoảng 30-40 mét ở phía trước à. Mưa rất to và hai bên đường đang có những cái vũng nước lớn nè. Thì lúc này mới thấy là cái bộ lớp Super Mario 61 chất thật. Nhờ cái khả năng thoát nước tốt, thành ra là Super Mario 61 nó có thể sắn qua được cái vũng nước lớn và nó giữ được cái độ bám với lại cái mặt đường bên dưới tốt hơn những cái dòng lớp mà thoát nước không tốt. Nên đi mấy cái đường này cực kỳ tự tin luôn, có thể duy trì tốc độ đều đặn 30-40 đều. Mình không nghĩ là một bộ lớp dễ tiếp cận giá rẻ mà có được cái hiệu năng đi đường xấu, đường ướt tốt như vậy. Cũng phải có một cái lời khen dành cho lớp cơm hô, đó là cái cao su của cơm hô á, một trong những cái hợp chất cao su bám được ướt tốt nhất trong thế giới lớp hiện nay. 15 phút sau, có biến giữa đường các bạn ơi. Cây trắng, may quá có người dân hỗ trợ chặt bớt cây. Ủa không phải người dân á à. Em xin lỗi. Có gì đặt giả nhớ chia tiền nha. Đúng rồi, chia. Rồi tới đẹp xem nha. Rồi, lại tới xem nha. Ủa? Gì vậy? Thôi xe em thấp mà. Dạ. Yeah. Xe mình cũng thấp mà. Ban tổ chức vẽ đường ác quá, vẽ vô tới mấy cái đường hẻm này luôn. Cũng may là xe mình nhỏ, chứ mà đường này mấy chiếc bán tải mà độ quay ra, bánh quay rộng ra là đi mệt nha. Sau hơn 200 km thì cuối cùng mình cũng đã đến khách sạn ở Bến Tre. Hôm nay đi khá là mệt nhưng mà nói chung là vui, và quan trọng nhất là đã đến nơi an toàn, cũng như là không có sự cố nào quá lớn xảy ra. Sáng hôm sau, ngày thứ hai của hành trình Mekong Delta Rally, mình sẽ đi từ Bến Tre sang Cần Thơ qua 3 cái phà. Tối qua may mắn là mình ngủ đủ giấc, thành ra là hôm nay mình tin rằng mình sẽ tỉnh táo để không lại. Chụp hình check-in chùa Chumbrasada. Một lúc lâu sau, nãy mình vừa tới đây mà thấy cái xe phà kia nó mới đi khoảng tầm 30 giây à. Nên bây giờ mình phải chờ tiếng đồng hồ. Chúng mình ở đây 1 tiếng mới có một chuyến, là nửa tiếng qua bên kia và nửa tiếng quay lại. Và đoàn mình là còn 11 xe nữa, chắc phải chờ 2 chuyến chắc là đằng sau là tới 12 giờ 1 giờ mới qua nè. Thì hành trình hôm nay là rất là cảm ơn bạn Khoa Vlog Xe tham gia hành trình, để thứ nhất là trải nghiệm được cái rally, và thứ hai là mình có dịp khám phá những sông Cửu Long, tổng cộng là 9 cái. Nhưng mà khi qua cái bên phà, bên cái nội dung á, thì nó chia ra là 2 cái giữa nữa, nhưng mà cái giữa bích rồi thì nó còn mất hết 1 cái. Là bây giờ còn 8 cái thôi không? Là 8 cái thôi. Thì trong suốt hành trình qua đến giờ là Khoa thấy thế nào về cái trải nghiệm của mình? Em thấy vui, và cái trải nghiệm mà đọc robot đi lạc đường á, mặc dù là hơi hoảng, hơi quýnh, nhưng mà nó đem lại cái trải nghiệm rất là vui. Thì thật sự là cách đây có 2 tháng thôi, phải tự mày mò, tự nghiên cứu, tự làm đường, tự xác chắc, tự biết robot, thì chắc chắn là nó không chính xác 100%, có những sai sót. Là hy vọng là cái chuyến lần hai là từ Cần Thơ đến Cà Mau qua con đường ven biển rất là đẹp, và hy vọng là cái hành trình nó sẽ thú vị. Yeah. Cảm ơn anh Hải, cảm ơn Việt Rally vì cái hành trình quá kỳ thú ngày hôm nay. Và xin hẹn lại chuyến Rally ở Cà Mau.
Cà Mau. Sau trình này mình sẽ dưới làm việc để cho anh em có một cái dịp trải nghiệm nguyên một cái cung đường ở trong rừng của Ninh Hà cũng rất là thú vị. Nghe có vẻ hấp dẫn đó. Ai mà muốn tham gia cái hành trình Cà Mau Kép hả? Cà Mau Kép thì nhanh tay đăng ký với anh Hải nha. Mà mình chỉ giới hạn chắc là 5 xe nữa thôi hết. Đó. Vì toàn bộ những cái xe của huấn luyện cũ mình cũng giới hạn là trung bình là một cái chương trình trải nghiệm rally mà để an toàn cho đoàn thì tầm 10 đến 15 xe. Ok, đó là hôm nay là 10 xe của đoàn là thành gia hết giờ rồi đó. Yeah. Còn 5 xe nữa thôi. Vậy là nhanh tay thì còn mà chậm chân thì hết nha. Ok, rồi, cảm ơn nhiều. Trước khi đi thì anh Gà chuẩn bị rất là nhiều đồ xịn và đây là kết quả của việc chơi đồ xịn đây. Méo méo nó. Cả lời ban tổ chức nè. Ủa cái này là nó để hàng chiếc của phà đó. Đó. Đường á mà lỡ gặp bò không gì nó hút lên được. Xe bảo vệ môi trường quá. Hóa ra cái này không phải là cánh lướt gió mà là cánh dọn rác đúng không? Trong đoàn lần này có 2 chiếc xe Toyota mà thôi. Và tình cờ 2 cái xe này cũng là 2 cái xe nhiều tuổi nhất trong đoàn luôn. Còn Prado bên đây á, đời 98. Còn cái Vios nhà mình thì đời 2006. Và thêm một cái điểm chung của hai chiếc xe này nữa là đều sử dụng lớp cơm hô nha. Chiếc Prado này sử dụng cái lớp cơm hô Roventer MT51, một dòng lớp mid-terrain chuyên đi off-road nè. Còn cái Axa nhà mình thì mình đã chia sẻ rồi, sử dụng dòng lớp Supermine TX61 với cái khói gai cực cao của cơm hô. Thành ra là bươn chải những cái địa hình xấu, không có lo bị đá chém hay là đinh găm gì hết, cực kỳ tự tin yên tâm luôn. Một lúc sau. Đây, tác nhân đây. Hư lắm. Tuyệt vời. Dạ, em nói chắc chắn nếu như không tham gia hành trình rally, bạn chắc không bao giờ có cơ hội đi được những cái đường thế này. Okay. Chắc chắn luôn. Chuyến này đã định đi chơi, đi làm vlog phục vụ anh em cho vui rồi mà không ngờ cái cúp hạng 3 này lại bập vào mình với lại bé Aisa. Tóm lại là qua chuyến đi này đã chứng minh chiếc Aisa nhà mình mặc dù đã can thiệp công suất động cơ Stage 2 rồi nhưng mà nó vẫn đủ tin cậy để mà đi chơi xa, đi vào những cái điều kiện vận hành khắc nghiệt. Và đừng quên, nếu các bạn đang muốn kiếm một cái bộ lớp đủ cho bò, đủ lì lợm để mà đi vào những đường xấu, đường trơn trượt thì hãy nhớ đến cái tên Cumho Supermine TX61 vậy nha. Xin cảm ơn.